là Võ Văn Ninh. Anh năm nay 63 tuổi, sinh ngày 5 tháng 3, ngày 152. 91 đó thì anh mở cái Vietnam House, đầu tiên cái nhà hàng. Thì cái Vietnam House là cái mô hình văn hóa ẩm thực đầu tiên ở Việt Nam. Có cái niềm vui đó là hai người tổng thống đến cái Vietnam House là ông George Bush với lại bà Barbara, là cái người ba của ông Bush Junior sau này đó, có đến dùng cơm ở nhà hàng mình, với lại cả bà tổng thống Philippines là Aquino, thì tập đoàn thương mại của người Phi có mời bà đến dùng cơm tại Vietnam House. Còn ngoài ra đó thì anh có bốn cái nhà hàng khác cũng tại quận nhất, thì Lê Minh Công, Lê Minh Grass ở Nguyễn Thiệp, Lê Minh Công ở Đông Du, Blue Ginger ở Nam Kỳ Khởi Nghĩa, và một số nhà hàng nữa ở ngoài Vũng Tàu, Hội An. Về khách sạn đó thì anh có hai cái nhỏ nhỏ ở thành phố, là cái Villatel ở đường Nguyễn Văn Thủ và cái Mê Công ở Võ Văn Tần, 158 Võ Văn Tần. Thì cái đó là bước đầu tiên thử nghiệm về khách sạn, để học về nghề làm khách sạn. Thì sau đó thì anh mở một cái Petro House ở ngoài Vũng Tàu. Thì Petro House thì nó cũng nhỏ thôi, nó có 57 phòng thôi, nhưng mà lúc thời điểm đó, đó là nó là nhất của Vũng Tàu. Thành ra cũng may mắn đó là khi mà phái đoàn của Úc qua bên này thì họ thuê nguyên cả khách sạn để cho tất cả những cái người cựu chiến binh Úc về đó ở. Thì trong đó có Phó Thủ tướng Úc. Rồi sau đó thì cũng có một cái tập đoàn của Daewoo, thì họ có mời Chủ tịch nước mình là ông Trần Đức Lương đến ở trong khách sạn mấy ngày. Lúc trước thì nhiều thứ lắm. Trước thì áp huyết, gút. Gây nhiễm mỡ thì nó mới vừa bị thôi, có cái gút là nó nhiều nhất thôi. Mỡ máu thì nó lên, nó trồi lên, nó xuống thì thỉnh thoảng phải đi khám thôi, rồi uống thuốc thôi. Thế còn cái gút thì tình trạng cái gút nó nặng, đến nó có nặng không anh? Nặng chứ. Khi mà bệnh đó là đi không nổi, bò luôn mà. Thành ra cái gút là kẹt nặng nhất á. Rồi nó khi mà nó sưng cẳng lên đó rồi là không có di chuyển được. Anh thì kể những cái câu chuyện mà liên quan đến cái tai nạn liên quan đến gút được không ạ? Chuyện này chuyện vui. Chuyện vui là hôm bữa anh ở ngoài Hội An, đang đi làm ngoài đó. Rồi ngoài Hội An thì đâu có làm gì đâu, ra biển bơi, rồi ngồi uống bia với lại con cua đá ở ngoài Hội An đó, là con cua nó gạch không à. Thành ra khi mà ăn vô rồi thì điện thoại trong này nói có bà tổng thống Philippines đến tiệm, thành ra kêu anh về. Thì anh bay về tới đây đó thì lên lầu là đi hết nổi rồi. Thành ra anh chỉ đứng anh dòm bả, rồi bả cũng dòm anh, tại vì bả biết là kiểu đó là kiểu ông chủ rồi. Nhưng mà hai bên dòm nhau chứ không dám ra, tại đi cà nhắc ra kỳ quá. Thành ra thôi không có đến chụp hình với bả, thì để cho nhân viên nó chụp hình với bả thôi. Ngoài cái lần bà Philippines thì có những cái lần nào mà nó làm cho anh nhớ mãi không? Nhiều lần. Khi mà nó sinh ra cái vấn đề đau đó thì có nghĩa là không đi đứng nổi, chỉ có bò rồi nhảy lên taxi đi đến thẳng như bệnh viện thôi. Rồi cũng phải chịu đau một hai ngày chứ nó đâu có xuống liền đâu.
thành ra cũng phải ít nhất khoảng 3 ngày sau thì cái độ axit nó mới giảm đi, thì lúc đó mới đi đứng lại được. Lúc trước thì thuốc thế nào anh? Điều trị thế nào? Anh không biết, tại vì cái đó là bác sĩ nó chỉ cho, nhưng mà sau này thì mình biết rồi, nó chỉ thứ nhất là nó cho thuốc giảm đau. Thứ nhì đó là nó giảm cái nồng độ uric xuống. Anh uống trà, rồi còn uống thuốc. Khắc phục nhưng mà nó không có khỏi dứt đúng không anh? Ừ, tại vì cái bệnh áp huyết với lại gút thì nó làm như là nó ở với mình rồi, thành ra chứ không có, anh không nghĩ là nó sẽ hết đâu. Sau khi chòm đá một vài tháng đó, thì anh có đi thử lại đó, thì thấy cái độ tất cả mọi thứ về áp huyết, về tiểu đường, về acid uric, thì tất cả nó nằm ở trong cái hệ thống ổn định. Thành ra anh nghĩ là nó cũng giúp một phần trong cái vấn đề lọc máu, và giúp máu nó đã thông tất cả những cái mỡ trong máu, hoặc là uric, hoặc là tiểu đường. Là chỉ chườm để giúp cho cái gan nó nóng lên, thì nó lọc máu cho nó thông hơn. Thành ra anh vẫn thích chườm nhiều trong cái vấn đề chườm đá hàng ngày. Hàng ngày anh chườm 2 lần, buổi trưa với buổi tối. Thường thì lúc trước thì thầy nói 1 tiếng đồng hồ, nhưng mà sau khi chòm thời gian rồi thì thấy tiếng thì cũng được, mà 2 tiếng thì cũng được, mà 3 tiếng cũng không sao hết. Thành ra lúc nào rảnh thì cứ chòm. Mà tới giờ này thì anh nghĩ cái phương pháp này là một trong những cái phương pháp mà kỳ diệu, mà giúp cho mọi người có thể ổn định được cơ thể, có nghĩa là thanh lọc cơ thể đó. Thì tất cả những cái bệnh hoạn là từ cái vấn đề mà nghẽn máu, mà bây giờ có cái phương pháp này đó, thì nó giúp cho thiên hạ bớt nghẽn máu. Thì khi mà bớt nghẽn máu rồi đó thì những cái cơn bệnh mình nó cũng sẽ lướt qua. Ngăn hồ sơ bệnh án của anh đấy, dày cỡ đó đó. Chùm gan nào anh em? Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khoa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá chườm gan, cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam. Điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652. 0326 811258.